Thời gian qua, Trạm Y tế xã Giao An đã triển khai đồng bộ các biện pháp, các hoạt động thiết thực trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Từng bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tự giác, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác trong từng cán bộ, đảng viên, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác sát với tình hình thực tế, hết lòng vì bệnh nhân. Theo đó, Chi bộ Trạm Y tế xã Giao An tổ chức quán triệt và học tập đầy đủ nội dung chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các chuyên đề thông qua nhiều hình thức. Qua đó, hàng năm, có 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đơn vị học tập thường xuyên kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để kịp thời động viên, giúp đỡ, nhắc nhở, qua đó phát hiện các gương điển hình tiêu biểu để tuyên dương và nhân rộng. Song song đó, công tác thông tin tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm của cán bộ và nhân dân đối với người bệnh trong công việc luôn giữ vững giá trị chuẩn mực đạo đức trên tinh thần các nguyên tắc chỉ đạo phù hợp với nội quy của cơ quan, của ngành đề ra, tôn trọng quyền được khám chữa bệnh của nhân dân, tôn trọng những bí mật riêng của từng người bệnh, quan tâm đến những người bệnh trong diện chính sách ưu đãi xã hội, không phân biệt đối xử với người bệnh. Khi tiếp xúc với bệnh nhân, luôn có thái độ niềm nở, tận tình trong cấp cứu, luôn khẩn trương xử trí kịp thời, không đùn đẩy người bệnh. Khi người bệnh ra về, luôn dặn dò chu đáo. Từ đó, y tế địa phương từng bước tăng cường công tác xã hội hóa và tuyên truyền giáo dục sức khỏe, đẩy mạnh việc củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Trạm y tế xã có 5 cán bộ công nhân viên, trong đó có 1 bác sĩ. Trạm có đủ các phòng chức năng, mỗi ngày thực hiện khám và điều trị cho hàng chục lượt bệnh nhân. Chất lượng khám chữa bệnh càng ngày được nâng lên rõ rệt. Về phong trào tư tưởng Hồ Chí Minh thì trạm chi bộ trạm y tế đã triển khai đến các đồng chí đảng viên trong chi bộ về thực hiện cái chỉ thị 05, thì các đồng chí trong chi bộ thì cũng đã hiểu thấm nhận về cái chỉ thị 05 đã triển khai, và các đồng chí cũng đã thực hiện tốt cái công tác là phòng chống dịch bệnh và công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế, và cũng triển khai đến các đồng chí là phối hợp với các ban ngành đoàn thể và ban thôn thực hiện cái công tác phòng chống dịch bệnh tại xã. Qua chỉ thị 05 thì đối với chi bộ trạm y tế thì các đảng viên cũng đã thấm nhuần và cũng thực hiện tốt cái công tác là khám chữa bệnh tại trạm. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng phó để dập tắt dịch, tổ chức giám sát dịch. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, trạm đã tuyên truyền vận động người dân thực hiện việc cách ly y tế tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà thuộc diện cách ly phòng chống COVID-19. Duy trì hoạt động của cán bộ chuyên trách hướng dẫn dinh dưỡng cho bà mẹ biết cách chăm sóc, nuôi con theo khoa học, góp phần hạn chế tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng trên địa bàn xuống còn 12%, thực hiện đạt 100% chỉ tiêu công tác tiêm chủng mở rộng, thực hiện khám thai trước 3 lần vào 3 thời kỳ thai cho phụ nữ đạt 100%. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai tuyên truyền thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4, tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm.